Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là Lenovo B1 MA40, được một khách hàng gửi cho di động cao cấp .vn, chuẩn bị thay pin mới cho máy. Thì ở video này, di động cao cấp .vn xin giải thích cho quý các bạn là thay pin cho Lenovo B1 MA40 có khó không, và có sẵn pin cho Lenovo B1 MA40 thay mới hay không. Thì đầu tiên để tháo được pin thì phải tháo tất cả các ốc của máy ra. Mình đã chuẩn bị sẵn cho nó, mình đã tháo phần ốc qua rồi, để quý vị các bạn không phải chờ lâu. Mình đã tháo trước phần ốc qua rồi. Đó. Để thay được pin cho Lenovo B1 MA40 thì nó cũng tương đối là loằng ngoằng hơn so với mẫu khác. Mẫu khác của Lenovo là phải tháo rất là nhiều ốc thì mới có thể mở được cái phần pin của máy ra và thay mới. Nó có một cái lẫy nhỏ ở đây các bạn, giờ hãm vào mình tháo thì mình phải biết cách một chút, thì nó phải ấn xuống thì nó mới xuống được. Đó. Pin của máy đây, chân pin đây. Chân pin của máy thì nó dán rất là chặt các bạn. Đó. Cái mạnh ra thì mới để ra được. Đó. Đây viên pin của Lenovo Viber B1 MA40. Pin cũ của máy đây. Nó rất là lớn như này. Dung lượng pin của máy là 4000 mAh. Đó. Thay mới thì rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ đậy lên là xong. Đó. Lấy pin mới đặt lên là xong. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về pin của Lenovo Viber B1 MA40, dịch vụ thay mới pin cho Lenovo Viber B1 MA40. Thì các bạn vui lòng liên hệ 0961734534. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho các bạn. Đối với những khách hàng ở xa muốn thay pin cho Lenovo Viber B1 MA40, quý các bạn vui lòng đặt hàng tại website di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ chuyển pin đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn thanh toán tiền trên bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Lenovo Viber B1 MA40 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Lenovo Viber B1 MA40 hàng đầu hiện nay.